SCP-3700, hai sinh vật to lớn trong một cuộc chiến sinh tử giữa biển khơi. Các tàu khu trục, tàu tuần dương và chiến hạm bắn vũ khí đặc biệt phóng lao vào một trong những sinh vật, cố gắng giúp lật ngược tình thế, có lợi cho một sinh vật. Nhưng chúng dường như không ảnh hưởng gì đến con quái vật khổng lồ. Xin chào, tôi là Tiến sĩ Bob. Và đây là SCP-3700, còn được biết đến với tên gọi Chiến tranh Thủy Triều. SCP-3700 là thứ mà tổ chức SCP đã đặt tên cho một khu vực hình tròn, đường kính chừng 800 km ở biển Bắc, nằm về phía đông nam của Iceland và phía bắc của Vương quốc Anh. Vòng tròn chứa các đảo Faroes, Orkney và Shetland. Đáy biển sâu bất thường trong khu vực này, với độ sâu khoảng 5 km dưới bề mặt đại dương, sâu hơn khoảng 20 lần so với phần còn lại của biển Bắc. Có rất nhiều điều kỳ lạ, bất thường xảy ra ở SCP-3700, bao gồm các sự kiện địa chất và thời tiết khắc nghiệt. Những điều này được gây ra bởi sự tương tác giữa hai thực thể riêng biệt, đã được đặt tên là SCP-3701 và SCP-3702. SCP-3701 là loài chân khớp, khá giống như tôm hùm. Ngoại trừ loài giáp xác này dài 6 km, nó có nhiều màu xanh, vàng, hồng và đỏ trên đầu, giống như khuôn mặt của một người phụ nữ. Nó có 6 chi cầm nắm, 4 trong số đó có càng phụ, giống như chùy và 8 chân. Nó cũng có 4 mắt màu cam ở đỉnh đầu. Vỏ của 3701 bị tổn thương đáng kể, với nhiều vết sẹo, vết nứt và thậm chí có một số lỗ để lộ phần cơ thể mềm bên trong. Nó có một số năng lực dị thường, được nó sử dụng trong trận chiến với SCP-3702. Cặp càng phụ giống như chùy của nó có khả năng tấn công, nhưng chúng cũng tạo ra bong bóng khí, có khả năng sinh ra một lực tương đương với vài tấn thuốc nổ. Tương tự như tôm tít nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều. Hai mắt của nó có thể phóng ra những chùm tia phóng xạ gamma, có thể chặn các cơn bão và nhiều hiện tượng thời tiết khác. Mặc dù dài 6 km, 3701 có thể đạt vận tốc vượt 100 km/h và thậm chí còn cho thấy năng lực biến mất hoàn toàn nếu không thể tìm thấy SCP-3702 trong khoảng 15 ngày sau khi xuất hiện. SCP-3701 dường như có bản tính thân thiện và thể hiện một số dấu hiệu của trí thông minh. Khi được đi cùng với các tàu của tổ chức, nó sẽ phớt lờ hoặc hỗ trợ bằng cách giúp di chuyển những chiếc tàu hư hỏng ra khỏi nơi nguy hiểm. Sau khi xuất hiện, nó di chuyển qua toàn bộ khu vực 800 km của SCP-3700 theo hình xoắn ốc từ trung tâm ra ngoài rìa. Điều thú vị là trung tâm chính là điểm chính giữa ba chuỗi đảo nằm trong vòng tròn và là nơi có rất nhiều vụ đắm tàu. Kể từ lần đầu tiên được phát hiện bởi tổ chức vào năm 1922, 3701 đã chậm lại đáng kể trong chuyển động của nó và mất đi một lượng đáng kể khối lượng. Lần đầu tiên nó dài 16 km, dài hơn 10 km so với kích thước hiện tại. Nó cũng có vẻ yếu hơn và dường như gặp khó khăn hơn nhiều trong việc khuất phục SCP-3702. Mặt khác, SCP-3702 trông giống như thuộc họ cá với tia và có ngoại hình gần giống với cá trình bồ nông, ngoại trừ việc nó có 13 chi phụ bọc quanh phần thân. Những chi phụ này trông giống như xúc tu của một con bạch tuộc, bao gồm cả xác hút và có thể được thu lại vào cơ thể khi không sử dụng. 3702 hiện dài 32 km và lúc đối diện với SCP-3701, nó ngày càng lớn hơn. Khi được xác định lần đầu tiên vào năm 1945, nó chỉ dài 300 m, phần lớn chiều dài đó là cái đuôi giống roi với chóp đuôi là một mũi nhọn sắc bén, kích thước khoảng 1 km tại điểm lớn nhất và mỗi cái trong số 13 xúc tu của nó dài khoảng 60 m. Điểm đặc biệt nhất của nó là cái miệng khổng lồ có thể mở rộng gần 3 km. 3702 có màu đen với các đường phát quang sinh học màu trắng, tím và đỏ, giống như khuôn mặt của một người đàn ông ở hai bên thân của nó. SCP-3702 có thể tạo ra những thay đổi đột ngột về thời tiết, tạo ra những cơn bão lớn và bão cấp 5, cũng như những xoáy nước lớn hút bất kỳ tàu nào trong vòng 150 m trước khi tóm lấy chúng bằng các xúc tu và sẽ toang chúng ra. Nó cũng có thể tạo ra chấn âm cường độ cao và dòng lửa màu xanh từ miệng được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu ở cự ly gần. SCP-3702 xuất hiện tại các vị trí ngẫu nhiên trong khu vực 800 km, ngoại trừ vào mùa xuân và mùa thu, khi nó xuất hiện ở ngay trung tâm của SCP-3700. Nó vẫn ở trong nước trừ khi gặp 3701 hoặc một thể sống nào khác và sẽ biến mất khoảng 15 ngày sau khi xuất hiện lần đầu tiên. Nó cực kỳ thù địch với bất kỳ sinh vật hoặc vật thể nào tiếp cận nó và thậm chí nó đã từng tiêu diệt toàn bộ 7 cá voi. Các loại vũ khí thông thường không có tác dụng với nó và ngay cả những vũ khí dị thường, đặc biệt được tổ chức sử dụng cũng chỉ gây sát thương vừa phải. Cho đến nay, chỉ có 3701 là có thể khuất phục được nó. Khi SCP-3701 và 3702 gặp nhau, chúng sẽ giao tranh dai dẳng. Hai thực thể sẽ cố gắng giết hoặc khuất phục bên kia một cách tạm thời. Trong lịch sử, phần thắng trong các cuộc chiến sẽ hoán đổi tùy thuộc vào mùa trong năm. 3701 chiến thắng liên tục trong mùa xuân và mùa hè ở Bắc Bán Cầu, và 3702 chiến thắng trong mùa thu và mùa đông. Tuy nhiên, kể từ khi tổ chức bắt đầu thực hiện các quy trình quản thúc, SCP-3701 đã chiến thắng liên tiếp 64 kỳ điểm phân cần nhất. Một số thay đổi xảy ra khi một trong những sinh vật chiến thắng. Khi 3701 thắng, các cơn bão lớn trong khu vực ngừng ngay lập tức. Năng suất cây trồng tăng gấp đôi và sinh vật sống ngoài đại dương tăng tỷ lệ sinh sản lên gấp 3 lần. Điều này có thể dẫn đến sự hình thành các vùng chết do số lượng quá nhiều của một số loài động vật phù du. Tỷ lệ xói mòn trên các hòn đảo cũng tăng lên gấp 5 lần, dẫn đến việc tổ chức phải mang một lượng lớn đất và cát để giảm tình trạng này.
khi SCP-3702 chiến thắng và khuất phục hoặc giết vào 3001, thời tiết trở nên rất nguy hiểm với những cơn bão mạnh và sự thay đổi nhiệt độ nhanh chóng, có thể dao động từ dưới 0 độ C đến hơn 28 độ C, có khả năng gây thiệt hại lớn cho các tòa nhà và sinh vật sống. Việc đi lại bằng đường biển trở nên vô cùng khó khăn do sóng lớn và chiều cường khiến các nguồn cung cấp đến các đảo khó khăn. Nguồn thức ăn ở đại dương bị đuổi đi khỏi khu vực này và sản lượng cây trồng bị giảm sút. Sau chiến thắng của mình, 37002 không biến mất, thay vào đó tiếp tục tuần tra khu vực và tấn công các tàu thuyền, thậm chí sẽ tiếp cận các hòn đảo. Đặc nhiệm Hải quân Delta 7 tổ chức, với biệt danh là Bão Tố Phương Bắc, được giao nhiệm vụ xác định vị trí và hỗ trợ SCP-3701 trong cuộc chiến chống lại 37002. Mua từ quân đội Hoa Kỳ, họ có 13 tàu khu trục, 5 tàu tuần dương và 15 tàu hỗ trợ nhỏ hơn được. Khi Delta 7 xác định vị trí của SCP-3701, nó sẽ thể hiện sự nhận biết sự hiện diện của đội bằng cách sơ hai càng lên không trung và kẹp càng vài lần trong khi tạo ra tiếng động trầm bằng miệng. Delta 7 sau đó đồng hành với SCP-3701 khi nó tuần tra khu vực 800 km của mình để tìm 37002. Khi cả hai gặp nhau, Delta 7 triển khai giao thức bão xoáy mùa đông. Các tàu khu trục phóng lao vào đầu của 37002, rồi di chuyển theo hình tròn. Họ và chiến hạm bám vào nó để đảm bảo nó không thể định hướng. Trong khi đó, các tàu tuần dương cố gắng thu hút sự chú ý của nó bằng cách bắn và di chuyển theo kiểu ngoằn nghèo ở khoảng cách 300 km. Hai sinh vật sẽ chiến đấu, tấn công nhau bằng bức xạ gamma và sóng âm mạnh mẽ. Chúng quất, cắn và đánh mạnh vào nhau, làm nứt áo giáp, xé toạc các xúc tu và các chi phụ cho đến khi một con ngừng di chuyển và tan biến xuống biển. Nếu SCP-3702 thành công trong việc đánh bại SCP-3701, thì dự án Thewball sẽ được kích hoạt và các bước sau phải được thực hiện. Đầu tiên, phải sơ tán ngay lập tức tất cả các tàu hải quân và dân sự ra khỏi khu vực 800 km. Tiếp theo, tất cả các tuyến đường thương mại và phà bị dừng hoặc định tuyến lại trong ít nhất 6 tháng và hệ thống phòng thủ thủy sinh trên đất liền được kích hoạt. Máy bay trên không sẽ tiếp tục theo dõi 37002, trong khi những đội khác tiếp tục tìm kiếm sự xuất hiện trở lại của SCP-3701. Vì có vẻ như SCP-3701 tiếp tục suy yếu về mặt thể chất và còn với 37002 thì ngược lại hoàn toàn. Người ta đề xuất để 37002 chiến thắng và khuất phục 37001 hai lần mỗi 5 năm bất chấp tác động khủng khiếp đối với người dân trong khu vực. Mặc dù kế hoạch này vẫn chưa được thông qua, nhưng đây có thể sẽ là cơ hội duy nhất để ngăn 37002 trở nên mạnh đến mức 37001 không bao giờ có thể đánh bại nó được nữa.